chào tất cả mọi người. Mình đang lái xe xuyên bang từ Cali, mình đi về Utah, giờ mới qua khỏi Las Vegas, còn khoảng một tiếng nữa tới cái nơi mình cần đến, đó là tiểu bang Utah. Thì từ Las Vegas này á, mình lại băng ngang qua một cái góc miền nam của tiểu bang Arizona, tức là băng qua biên giới Nevada tới tiểu bang Arizona, băng qua một cái góc nhỏ ở miền nam tiểu bang Arizona. Là từ qua khỏi miền nam tiểu bang Arizona thì mình sẽ băng ngang qua bên là qua tới biên giới Utah. Cách đó lại có một cái đèo rất là đẹp, có những cái hẻm núi rất là đẹp. Đúng ra thì không có livestream, nhưng mà bởi vì buổi sáng nó bình minh ở đây rất là đẹp, mà không livestream thì phải cho các bạn ở Việt Nam xem thì rất là uổng. Tuy nhiên cái đoạn đường này rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì mình đã đi lại đây rất là nhiều lần, coi như đoạn đường này giống như đoạn đường rất là quen thuộc, cho nên đối với mình nó không còn là nguy hiểm nữa, có thể lái một tay qua đèo được. Đồng thời là mình cũng xin Happy New Year với tất cả mọi người. Bên Mỹ bây giờ là mùng 4 Tết, có nghĩa là bên Việt Nam các bạn đã ăn xong cái ngày mùng 4 Tết rồi ha. Hello Bảo Thi. Thì bây giờ sẽ là xem đường ha. Mình đang ở trên sa mạc của Nevada. Ở sa mạc Nevada thì nó có họ đã đem ánh sáng về cho cái sa mạc Nevada với lại cái thành phố kinh đô của kiếp đỏ đen, bạn đời của Duy Mạnh, đó là cái sòng bài Las Vegas, một cái hệ thống sòng bài rất là lớn. Thì đây là cái sa mạc Nevada đó. Rồi núi trùng trùng ha. Xe chạy thẳng tắp, đường thẳng băng, không một có một cái BOT nào hết. Suốt 400 dặm, gần 300, 250 dặm đường, qua hơn 210 dặm đường, vượt qua hết cái tiểu bang California và Nevada thì không có một cái trạm BOT nào hết. Và đây là mình đang ở trên xa lộ 15, đi từ đông sang tây. Tiểu bang hoàn toàn là hoang mạc, sa mạc, không có cái gì hết, chỉ là núi độ chọc thôi. Rồi chọc, thấy không? Không có một vàng xanh gì hết. Xe chạy thì thôi rồi, chạy 90, chạy coi như 140 dặm, 140 cây số một giờ, mà nó tụi Honda Accord với lại Toyota Camry nó còn chê luôn. Thấy không? Đang ở tốc độ 140 cây số một giờ, tức là khoảng gần 90 dặm một giờ, mà Honda Civic với Toyota là đã chê mình luôn. Nó qua mình rồi vù 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 luôn.
đi cái cung đường này thì khoảng 325 dặm, nhưng mà mình lái khoảng độ 5 tiếng 30 phút à. Tuy nhiên thì mình mới dừng lại nên ngủ 2 tiếng. À, thức dậy với cà phê ngon lành. Đó, núi đồi trùng trùng điệp điệp, toàn là đồi chọc không sa mạc. Hello chịu phạm à, để chạy kịp những người bên kia là mình phải chạy với tốc độ 160 km/h mới mặt này mới chung một cái tốc độ với họ. Bà đang livestream mà có Mohamed gì Ali gì rồi phá không à. Cái tiểu bang này thì ở đâu cũng có casino nha các bạn nha, thậm chí chỗ đổ xăng sân bay Nevada này là anywhere, chỗ nào cũng có cái casino. Không, trời lúc này là mới 7 giờ sáng nhưng mà hôm nay chắc là nó có sương mù quá, không có lạnh đâu Thương Lê. À, nhiệt độ đây khoảng 46 độ F, à, có khoảng độ 19 độ C.
là những cái vùng đất ở những cái mỏm núi trên kia, một lát mình sẽ vượt qua. Nó có những nơi nó khoảng độ cao, ở độ cao khoảng độ 4.000, hơn 6.000 mét so với mặt nước biển á, cỡ đó đó. Đường này là ở giữa băng ngang qua sa mạc Nevada bạn. Trung Hoàng. Cung đường này là băng ngang qua sa mạc Nevada. Phía trước mình phía trước mình sẽ có một cái băng ngang qua tiểu bang Arizona nữa. Tiểu bang Arizona của nước Mỹ. Trên cái con đường này thì mình chỉ băng qua cái phần bên phía tây nam, mà phần dưới cùng của Arizona có một cái phần đất ra thôi, mình sẽ băng ngang qua đó. Cái phần đất ngang qua tiểu bang Arizona khoảng độ 20 mấy 30 dặm thôi. Ở đây thì toàn là núi đồi trùng đẹp đẹp, với lại toàn là núi chọc không à, đồi chọc không à. Đây là một cái đang chạy khoảng độ 140 km/h, nhưng mà tuy nhiên với tốc độ này mình vẫn là ở đằng sau người ta. Đang chạy 140 cây số bây giờ nè. Chiếc này mình có thể quýnh lên được khoảng độ 190, hết mát. Khoảng độ 195 km/h hết mát, không lên ở 200. Vì chiếc xe này không phải dành cho, vì chiếc xe này không phải dành cho là chiếc xe chạy ghê gớm, nhưng mà mình đã thử quất hết công sức nó khoảng độ 195. Bốn ngày phép đi về Cali ăn Tết, nó qua một cái vèo.
ra đường 195 km/h và các bạn thấy không lắc không rung gì hết. Tuy nhiên là gió rất là cao và cái con đường mình đã đi qua đi lại nhiều lần rồi, cho nên nó rất là bình thường đối với mình. Đường láng mịn, chạy khoảng 300 mấy chục dặm, nhưng mà mình chỉ mất có 5 tiếng, 320 mấy dặm đường, nhưng mà mình chỉ mất có 5 tiếng 3 rưỡi thôi. Mình nghĩ cái cung đường đó nếu mà so sánh với Việt Nam có thể là bằng, nếu mà các bạn đi thẳng từ quốc lộ 1 và từ Sài Gòn á, các bạn có thể tới gần coi như Quảng Nam. Mình chỉ mất có 5 tiếng 30 phút thôi. Các bạn thấy ghê hồn chưa? Trong khi các bạn ở Việt Nam cho các bạn lái bất cứ chiếc xe gì các bạn ra các bạn chạy, nếu mà bạn chạy từ Sài Gòn mà tới Quảng Nam mà được 5 tiếng 30 phút là tôi nghĩ là các bạn là thánh rồi đó. Giá xe mình chạy được 195. Mát. Mình đang đi vậy là 140. Tuy nhiên là mình giận hơn sao người ta. Các bạn thấy những cái nhà máy như vậy á, là trên cái bản đồ mình coi được đó là những cái nhà máy điện hạt nhân. Tiểu bang Nevada này họ đặt những cái nhà máy điện ở những cái sa mạc như thế này. Nước Mỹ họ đặt những cái nhà máy điện hạt nhân để mà cung cấp cái lượng năng lượng cần thiết cho những cái vùng xa xôi hẻo lánh như thế này. Và đồng thời cũng chính trên cái sa mạc Nevada này là cái nơi mà có một cái thành phố cách đây khoảng độ 20 phút đi về hướng bên tay trái mình là cái hướng các bạn đang xem đó, những cái vùng đồi núi trùng trùng điệp điệp đó. Có một cái thành phố ở nơi đó, người dân ở đó mỗi một ngày phải nghe đung 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 quỳnh 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 cả chục lần. Những cái nơi đó là những cái nơi họ sản xuất và thử những cái bom, những cái vũ khí. Giác khù tới đây chưa? Yes, so cloudy. Mình đã tới đó rồi, cái thao nhỏ xíu à, nhưng mà những cái chỉ là những cái công nhân làm những cái nhà máy thử bơm đó thôi.
ở cái thao đó thì toàn là những cái gia đình, những cái người làm trong đó thôi. Những cái nhà, những ông chùm cờ bạc ở Las Vegas là họ sẽ mở, họ đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng một cách là họ mở một cái resort casino tích hợp những cái sân golf và hệ thống sòng bài ở ngay biên giới Nevada với lại Arizona để họ thu hút khách du lịch, những ai mà ngại đi xa có thể ghé ở đó chơi. Thì ở ngay biên giới đó họ sẽ để một cái shopping, cái nơi mua sắm và những cái sòng bài. Những cái sòng bài đó các bạn nào mà đi Las Vegas đó, nó có quảng cáo một cái gọi là Casablanca. Nó nằm ở thành phố gọi là Mesquite. Đó, đường cung đường sắp tới mình là chỉ có lên đèo và xuống núi như vậy thôi. Con đường 15 nọt này nó sẽ đưa nếu mà đi thẳng luôn á, mình sẽ tới đi ngang qua thủ đô, qua thành phố Utah, đó là thành phố gọi là Salt Lake City. Cờ bạc hả? Cờ bạc bên này không có cờ bạc nào dễ chơi hết bạn ơi. Cờ bạc là bác thằng bật. Nếu mà ai cũng dễ chơi, dễ ăn á, làm sao mà sòng bài nó to lớn như vậy. À, khoảng độ vài chục phút nữa tới rồi. Không có gì học lẹ bằng học chơi cờ bạc à, mà không có gì mà chết nhanh bằng chết vì cờ bạc. Sa mạc hoàn toàn, sa mạc rộng thênh thang, bát ngàn ngút ngát. Đất này là đất, cái này là cát với sỏi luôn nha, không phải cát không đâu. Hello Thanh Triệu. Dạ, yeah, vậy mà họ sống đó bạn. Các bạn, bạn thấy Las Vegas không? Las Vegas là nằm giữa cái sa mạc này. Ok. Họ đã đem ánh sáng về họ đã xây nhà ở trên sa mạc, các bạn thấy không? Thu hút cả một thế giới gì đó và những cái show lớn, những cái siêu sao của nước Mỹ. Muốn thành danh là phải trụ vững ở Las Vegas, phải có một cái show riêng. Giống như các bạn xem Celine Dion á, cái bà mà hát cái bài Titanic đó, bà cũng có một cái show riêng của bà. Mà các bạn mua những
cái vé đi coi show ở Las Vegas không có rẻ đâu nha. Hay là suốt cuộc đời làm ảo thuật gia của David Copperfield, các bạn cũng sẽ có thể xem được ở Las Vegas. Để chứ, bởi vì những cái sòng bài đó họ book những cái nhân vật đó về, họ xây những cái đại hí viện lớn. Mà các bạn thấy ngay cả đây người Việt Nam mình cũng ăn theo Las Vegas nữa chứ không phải không đâu. Đó là các bạn thấy Thúy Nga hay là Asia cũng tổ chức ở Las Vegas. Bởi vì á, với cái chi phí rất là, với cái chi phí vậy đó mà có những cái thành phố công nghiệp mà nằm đặt giữa sa mạc này phải sống các bạn. Ở đây hả chị Triệu Thuận, đây là sa mạc Nevada. Đây là sa mạc Nevada. Cảm ơn bạn Thanh Triệu. Mới quý vị và các bạn có phát tài chưa? Mình là phát tướng nha. Mình đâu có phát tài, mình phát tướng. Tự nhiên năm 2018 mình có mình đổi tướng thành tướng Mỹ á. Bận đồ chăn bò không à. Mình đang lên núi Thỉnh Kinh à, năm 2018 mình lên núi Thỉnh Kinh. Có thể mình Thỉnh Kinh hết mùa đông này, tới mùa hè mình mới về lại đồng bằng lần. Ơi, ta nói 4 ngày Tết từ Cali qua nhập nhanh như là một thôi đưa vậy à. Alo, mình nghĩ chắc cái mạng này, cái internet giữa sa mạc chắc cũng hơi yếu lắm, nó cũng hơi bị chập chờn á.
Dạ, biết. Bên Việt Nam là mùng 4 rồi, bên này mà bên Việt Nam mùng 4, tối mùng 4, bên này mình mới bắt đầu ngày mới mùng 4. Bắt đầu trở lại làm việc đây. Trong tuần này là phải làm xong một cái project. Rồi giải quyết một số công việc. Mình không lấy làm lại là khi mua bồ ở giữa sa mạc nhưng mà vẫn có sóng cho các bạn, tường thuật trực tiếp cho các bạn, là mình cũng cảm thấy là rất là vui á. Giữa sa mạc mà được cái sóng kiểu này là mừng lắm rồi. Đó, có sóng là nhờ cái cột đằng xa kia kìa. Cái cột phát sóng đằng xa kia kìa. Ở đó họ có xây một cái gì trắng trắng, không biết khám phá ra cái gì, không biết. Mình nghĩ ở giữa sa mạc vẫn có sóng hơn, bởi vì nó khi mà nó cái tín hiệu nó bắn đường thẳng tới 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 phone mình nhận được đó các bạn, mình nghĩ là nó sẽ cũng khá ok á. Đó, đây là đặc trưng của sa mạc Nevada, dài tận chân trời luôn. Ôi, tôi nhìn tôi cảm thấy cũng giống như là thấy cái đất nó đang dưới tầm mắt đang cong xuống vậy, nó có một cái độ cong của tự nhiên của đất vậy. Sóng sóng 4G của hàng T-Mobile nè, mạng 4G nè, mạng 4 con ghệ. Vô đây cho các bạn xem chút xíu đi. Ở đây là họ có cái chỗ đậu xe cho những cái xe tải xuyên bang, những cái xe tải đi cung cấp hàng. Những cái để cho những cái nơi mà xa xôi hẻo lánh, nước Mỹ hơn các nước khác ở chỗ một cái những cái hệ thống phân phối của nó có thể tỏa đi khắp nơi. Ở mỗi một vùng miền đều các bạn đều được nhận một cái lượng hàng phân phối đều được có UPS tới bình thường. Sa mạc đó xa hút tầm mắt, xa bát ngát mù khơi luôn. Thấy không, hệ cây ở sa mạc Nevada đó, cái này là trịch về hướng bắc của Nevada rồi, cho nên là nó còn có một chút mầm xanh, có thể ở chỗ này, những cái chỗ này họ có thể nuôi bò được. Thấy không, họ có thể nuôi bò được. Các bạn nhau xe trục trặc vậy đó, mà khi mà gọi nay quanh quanh cảnh sát tới liền những cái công ty mà xe kéo, họ sẽ kéo chiếc xe của bạn, rồi là cái tiền kéo xe đó, cái tiền mà xe nó kéo mình đi á, như vậy á. Oh sorry các bạn, hơi bị giật xíu, mình kéo seat belt, mình tiếp tục cuộc hành trình. Khi mà xe mình bị chết máy hay bị hư hại gì giữa đường á, mình gọi 911 hoặc là gọi những cái công ty xe kéo hỗ trợ. Những cái công ty này nó sẽ cho một cái xe cẩu tới cẩu với xe các bạn đi, và như vậy cái bảo hiểm của mình được bảo cái bảo hiểm của mình sẽ trả cho cái dịch vụ đó.
trong cái bảo hiểm của mình, trong cái hợp đồng bảo hiểm của mình để một năm mình được kéo 2 lần đó. Cho các bạn nào mà ở Mỹ thì phải hiểu cái chuyện đó. Trong cái bảo hiểm của bạn, người ta hỏi là bạn có yêu cầu thô xe không, thì bạn phải say yes. Có tùy theo những cái công ty bảo hiểm, những cái công ty bảo hiểm đó có thể cho bạn kéo 2 lần hoặc là 3 lần. Ồ, đây mình tới những cái hẻm núi rất là đẹp nè. Đó. Đây là kiểu đặc trưng của Arizona đó. Đó, những cái công ty xe kéo nó sẽ cho bạn kéo 1 lần, 2 lần một năm. Hình quá, nó có sống trở lại rồi, qua cái hẻm núi một cái tự động mất xích nào. Thấy đường không? Yeah. Hình quá các bạn, vẫn còn thấy một chút xíu nó lên tới đỉnh núi là mình nghĩ tức là mình bị cập. Mình bị tắt khoảng độ 5-7 phút rồi nó mới có lại nha. Mình còn 49 dặm nữa là tới cái nơi mình cần đến. Và cách cái thành phố thủ phủ của tiểu bang Utah là Salt Lake City là 349 dặm nữa. Nếu mà lái thẳng về đó phải mất thêm 5 tiếng nữa. Nói thêm một chút xíu về cái thủ đô của cái Utah này. Có mang theo súng nếu mình là Thái Vy Lan, có license đàng hoàng thì mình mang theo súng. Nhưng mà cái đó nếu mình đi cắm trại mình sẽ mang theo bình thường, mang theo chi. Để nói thêm về cái thủ phủ của thành phố Utah, nó người ta gọi là Salt Lake City đó là Salt là muối, Lake là cái hồ, nó là cái hồ nước muối mà rất là mặn, mà điều đặc biệt là không phải dùng biển nha các bạn nha. Cái hồ nước muối, cái hồ nước mặn này nó là một cái hồ đã từ bao nhiêu ngàn năm về trước, nó là một là dưới đáy biển. Và không biết làm sao mà dưới cái đáy hồ này nó có chứa một lượng muối rất là lớn. Vì vậy cho nên cái hồ mà Salt Lake City, thành phố cái hồ mà ngay thành phố Salt Lake City này, nó là một cái thành phố nước mặn lắm. Và không có một loại cá gì có thể sống được. Tuy nhiên là nó vẫn có nước trong đó. Và nó trở thành một cái địa điểm mà người ta tới, người ta xem nó giống như một cái kỳ quan. Cho nên từ đó bắt đầu nó mới sinh mọc lên cái thành cái tiểu bang Utah, nó mới đặt thành cái thủ phủ là thủ đô của tiểu bang Utah.
bây giờ mới qua hết sa mạc rồi mới xuất hiện được một cái thành phố đầu tiên. Là mới cảm thấy có nhà ở. Chỗ này hình như là có nước, mình có thấy một cái dòng sông chảy qua, một cái kinh đào chảy qua. Giờ mới thấy có nhà ở. Không có một trạm BOT nào hết. Đó, bây giờ mình đi qua, nãy giờ là mình coi như là băng ngang qua hết cái sa mạc Nevada rồi đó, từ bắc từ nam tới bắc rồi đó. Và mình tới, bắt đầu chuẩn bị tới biên giới của Arizona với lại Nevada. Các bạn ngoài Việt Nam vẫn được đi du lịch coi như từ Đông, từ Tây, nước Mỹ. Mình cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái cung đường từ Louisiana đi Dallas, đi Houston rồi. Các bạn cũng đã được xem những cái cung đường đi từ Seattle, từ miền Bắc, Tây Bắc cho tới miền Tây Nam, gọi là California rồi. Rồi bây giờ cái cung đường coi như là ngược lại ở dưới miền Nam. Bắt đầu mà cảm thấy có nhà cửa sung túc nè, qua hết sa mạc rồi. Ở đây mới thấy có những cái hồ nước nè, có nước nè. Rồi, chúng ta đã tới biên giới Arizona với Nevada nha các bạn nha. Cái thành phố này có gọi, nó gọi là cái thành phố Mesquite. Đây là một cái sông bài lớn, Casablanca. Trăm mấy chục dặm đường không có trạm BOT nào đâu. Mưa to rồi, chúc mừng. Tới đây mới thấy mưa. Hình như trên sa mạc. Ô, đường nhựa đã lắm, thẳng bon à. Rồi, các bạn thấy cái bảng không? Các bạn thấy cái bảng đỏ đỏ đằng kia không? Đó là cái bảng của người ta, cái đất nước Mỹ người ta bao la thênh thang vậy đó.
Đó, các bạn thấy các bạn có cái ngôi sao không? Đó là cái biểu tượng của tiểu bang Arizona. Đó, bà mẹ nó, cái nước Mỹ người ta giàu có khủng khiếp như vậy đó. Và mỗi cái tiểu bang á, nó có cái bảng nhỏ xíu à. Cái bảng giống như là cái hộp vịt lộn. Ok. Nước Mỹ của người ta hùng mạnh vậy á, mà mỗi cái tiểu bang biên giới nó có cái bảng nhỏ xíu à. Cái bảng coi giống như là chiều dài á, chiều cao khoảng chừng 2 mét à. Chiều dài 3 mét là cao à. Bà mẹ nó, còn Việt Nam á, đất nước thì bằng túc tặng, tiền thì bằng cục kẹo của người ta. Chơi nguyên cái bảng trần dần. Welcome to Mỹ Tho, má ơi, nguyên cái cổng tam quan bự trà bá lửa. À, thậm chí đi tới Củ Chi cũng vậy các bạn. Welcome Củ Chi, chơi nguyên cái bảng bự tranh bành luôn. Ồ, nhỏ mà chơi sang vậy á. Thấy không? Để các bạn thấy không? Mình show cho các bạn thấy. Mình đi qua rất là nhiều tiểu bang, cái bảng báo hết vô cái tiểu bang mới nhỏ xíu xíu à. À, lát qua cái tiểu bang Utah cho các bạn thấy, chứng minh cho các bạn thấy lần nữa luôn, cái bảng Welcome Utah nó cũng bé tèo 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 luôn. Mà một cái tiểu bang nước Mỹ tiềm lực và khả năng kinh tế của nó còn hơn cả bao nhiêu nước gộp lại nữa. Không biết là bao nhiêu bao nhiêu cái nước Việt Nam gộp lại nữa. Mà cái bảng welcome vô tiểu bang của ta, nhập vô cái tiểu bang của người ta có chút bá tạo tào tao. Rồi. Ở đây mình có chút mưa. À, khu vực này là khu vực coi như là đất rẻ như bèo luôn nha. Các bạn nào qua đây sống, mà nếu mà dám sống được thì cứ sống ở đây.